Lĩnh vực bất động sản đang ghi nhận có khoảng 20 thương vụ mua bán sáp nhập M&A nổi bật. Lĩnh vực bán lẻ cũng có khoảng 10 giao dịch, nổi bật là thương vụ tập đoàn Masan chi 2.500 tỷ đồng để mua thêm 31% cổ phần của chuỗi trà sữa Phúc Long. Lĩnh vực thực phẩm có khoảng 7 giao dịch, nổi bật là giao dịch M&A giữa Nova Consumer và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Mặt Trời Mọc. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có khoảng 1.355 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới. So với các dự án được đầu tư thông qua hình thức góp vốn là 2.697 dự án, thì con số này đã gần gấp đôi, trong đó vốn đầu tư theo hình thức M&A đạt 3,28 tỷ USD.